Tú xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tú Nguyễn chia sẻ về cuộc sống ở Tân Cương, Trung Quốc. Nhà Tú thì chuẩn bị về Việt Nam nên hôm nay thì dẫn bé về chơi với bà nội một hôm. Hôm nay thì tuyết không có rơi nhưng mà băng ở trên đường thì vẫn chưa tan cả nhà, trời cũng còn rất là lạnh. Mùa đông ở Tân Cương thường kéo dài là khoảng 6 tháng, từ cuối tháng 10 năm ngoái đến tháng 4 năm sau. Và hiện tại thì đang là tháng 3 cho nên là tuyết vẫn còn rất là dày luôn. Một số cô chú thấy nhà Tú mặc quần áo thoải mái khi mà ở trong nhà nên cứ nghĩ là mùa đông qua rồi. Nhưng mà tại vì là nhà ở Tân Cương thì có hệ thống sưởi, họ lắp đặt ở trong nhà luôn á, cho nên ở trong nhà thì nhiệt độ rất là ấm áp. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài là âm độ á, cho nên là mình phải đội mũ nè, mặc áo dày rồi mình quấn khăn, chứ không là nó rất là buốt luôn. Bây giờ thì mẹ Tú đi mua một ít bánh nán, và đây là những cái xiên que thịt cừu á, người ta xiên sẵn để tí nữa người ta nướng rồi người ta bán chung với bánh nán này. Bánh này là được làm từ bột mì ha cả nhà. Và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương á, họ một ngày có thể không ăn cơm, không ăn mì nhưng mà họ không thể nào mà thiếu cái bánh nán này. Nó là một cái nét đặc trưng trong ẩm thực của người Duy Ngô Nhĩ. Mẹ chồng của Tú với chồng của Tú thì không phải là người Duy Ngô Nhĩ nhưng mà vẫn cực kỳ thích ăn cái bánh nán này luôn. Nói chung là đa số ở Tân Cương thì họ đều thích cái loại bánh đó. Mình định quay cho cả nhà xem á, nhưng mà khi thấy mình cầm điện thoại chú hỏi mình quay lại để làm cái gì á, nên là mình cũng tắt. Nói chung là ở đây họ không có thích những ai đó mà cầm điện thoại quay lại ghi lại hình ảnh khuôn mặt của họ đâu. Mới đầu là Tú tính mình về Việt Nam một mình thôi á, tại vì chủ yếu là Tú sắp xếp công việc riêng của Tú thôi. Mà khi bàn với anh á thì anh nói rằng là không có ai chăm bảo bảo được, tại vì bà nội thì cũng chơi với bảo bảo một chút thì được, chứ mà giữ bảo bảo cả ngày á thì bà sẽ bị mệt á, cho nên là không có người chăm thì ảnh cũng công việc của ảnh nữa. Xong rồi Tú nói thôi anh ở lại đây đi, còn em với bảo bảo thì em dẫn về đó để em chăm luôn. Nhưng mà ông cũng không chịu nha mọi người. Nói là một quá là đi cả gia đình, hai là thôi không có đi đâu hết. Ảnh quyết định như vậy đó. Thế chắc là sợ Tú dẫn bé về xong rồi ở Việt Nam luôn hay sao không biết nữa, là không cho đi. Nên là Tú đợi anh sắp xếp xong hết công việc rồi á thì mới đặt vé cả nhà đi chung luôn. Chào cả nhà. 6 giờ sáng hôm nay thì nhà Tú đã thức dậy để chuẩn bị hành lý rồi mình sắp xếp đi lên sân bay để về thăm Việt Nam mà cả nhà. Lâu lắm rồi nhà mình mới thức dậy sớm như vậy á. Cả nhà ai cũng đang buồn ngủ. Hôm qua thì Tú cũng đã sắp xếp chuẩn bị xong hết hành lý rồi. Thì bây giờ mình dậy mình ăn sáng xong rồi mình sẽ đi lên sân bay cả nhà nhé. Chờ. Dậy bà bảo. Bảo bảo lúc kêu dậy thì còn ngáp ngủ á, chưa muốn dậy á, mà Tú nói đi về nhà bà ngoại á là con lật đật, con bật dậy, con theo quần áo đi theo ba mẹ liền. Bạn thân của ảnh thì làm việc ở trên sân bay á, nay nhà Tú
đi chuyến buổi sáng cho nên cũng tiện đường ảnh đi làm á, ảnh ghé qua ảnh chở mình đi luôn, nhà mình khỏi phải ngồi xe taxi. Lần nào về Việt Nam thì ảnh cũng muốn đi theo hết á, nhưng mà ảnh đi làm cho nên không có đi được. Bây giờ 8 giờ sáng ở chỗ Tú trời cũng còn, mặt trời chưa có mọc cho nên còn tối rồi nha. Hôm nay nhà Tú bay chuyến 10 giờ ha. Nhà Tú thì đặt vé máy bay cách đây cũng mấy hôm rồi. Và từ Tân Cương mà Tú về Việt Nam á thì không có chuyến bay thẳng ha. Cho nên là mình phải bay nối chuyến. Bây giờ mình sẽ đi từ Tân Cương đi đến Thành Đô. Sau đó lại tiếp tục bắt một chuyến bay từ Thành Đô đi đến Sài Gòn. Rồi từ Sài Gòn á thì mình mới đi về nhà của Tú á. Nói chung là cái chặng đường đi của nó cũng khá là dài. Không biết khi nào họ mở chuyến bay thẳng mà Tú có thể bay từ Tân Cương Tú đi thẳng về nhà của mình luôn thì khỏe ha. Nếu mà chỉ tính riêng thời gian bay không á thì nó nhanh ha. Nhưng mà khi mình bay nhiều chuyến thì cộng cả thời gian mình đợi lấy vé, mình làm thủ tục, mình qua cổng an ninh á thì cộng lại nó rất là lâu. Chuyến bay hôm nay thì nhà mình được phục vụ cơm nóng ăn với cà ri với thịt, ăn rất là ngon luôn. May mắn á, bảo bảo đi xe hay là đi máy bay á, rất là khỏe. Con chỉ việc ăn no rồi bắt đầu con lên là con ngủ. Con ngủ xong con dậy á, là tới nơi rồi á. Rất là khỏe luôn, không có thấy mệt hay là gì cả. Thật sự rất là mừng. Mình có con nhỏ mình đi xe, đi tàu á, mình cũng ngại sợ bé bị mệt đó cả nhà. Nhưng mà khá đỡ. Bảo bảo xuống máy bay là tỉnh ru luôn á. Hiện tại thì bây giờ nhà Tú đã có mặt ở sân bay Thành Đô này rồi nha. Lên chuyến bay thứ hai này thì thời gian bay ít hơn cho nên là nhà Tú được phục vụ đồ ăn nhẹ, có trái cây này, có chuối này, xong rồi có bánh mì nữa. Buổi sáng mình bay chuyến 10 giờ thì buổi tối 11 giờ mình đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và hiện tại đang xếp hàng để mà đi qua cửa hải quan á. Nhưng mà rất là nhiều chuyến bay, rất là nhiều hành khách cho nên là mình xếp hàng rất là dài luôn. Từ trước đến giờ thì mình cũng qua nhanh lắm, nhưng mà đợt này á rất là nhiều chuyến bay đáp cùng một lúc á cho nên là đợi rất là lâu. Tú đặt xe Grab để về khách sạn á mà rất là tiện luôn. Bây giờ bác tài cũng có cái mã để mà mình quẹt thẻ mình thanh toán trực tiếp luôn á. Còn năm ngoái mình về thì mình chưa có thấy cái này nó thông dụng đâu cả nhà, nên bây giờ mình về mình thấy rất là tiện luôn á.要不要过这边？开公交车，熬夜熬受不了，年轻人可以，小伙子可以呢。我老了，搞不动了，搞点自己干的活就行了。Chồng Tú nói đi taxi ở Việt Nam á, nói chung là nghề taxi, nghề lái taxi Việt Nam có thể kiếm được nhiều tiền hơn là ở bên Trung Quốc là nha. Tại vì cái đoạn đường ngắn nhưng mà cái giá tiền của nó thì so ra tính ra thì quy ra nó cao. Bảo ơi. À? Nóng không? Nóng. Ở Việt Nam nóng hơn ở Trung Quốc hả? Đúng rồi. Nóng đổ mồ hôi luôn. Con về Việt Nam vui không? Vui. Vui nhiều không? Vui nhiều. Con có mệt không? Con ngồi máy bay con có mệt không? Không. Con có thích ngồi máy bay không? Thích. Thích hả? Ừ, con đổ mồ hôi ướt tóc luôn rồi.
Con có đói bụng không? Cũng khuya rồi á, cho nên là bây giờ hàng quán người ta đóng cửa hết rồi. Thì bây giờ Tú đi bộ dọc dọc ở gần cái khách sạn á, để Tú đi mua bánh mì cho hai cha con ăn. Tám bộ ăn còn ba nói đi mua nước coca không có đường nhưng mà ở đây không có bán hết rồi đó, mua hai cái bánh mì về. Y niệm đua là sài chư mi hồi dù mi chú rồi sáng là đa là chứ 这什么里面有什么东西？里面有肉、有菜，还有小葱，可以啊。然后呢？然后就是吃。然后我们讲面包。 Buổi tối cho nên là mấy quán phở người ta đóng cửa rồi, mua bánh mì chọn ăn. Có thể. 爸爸这盒子怎么这么小？渴了。那你喝一点。喝什么？你喝可乐。里面还放了芝士。妈妈，你问我是喝什么？给宝宝打开，他喝一点点。安迪，热地牛呢，哥。 好吃，可以呢。 有点干，但是里面的东西，那个肉啊、菜吃上特别爽。 喝完就把盖子盖上了。太爽了。我喝汤了。好吃。我太爽了。继续吃肉。还是那个味道吧。不一样，每家做的味道都不一样。Một năm rồi mà ăn lại bánh mì quá là ngon luôn cả nhà ơi. Bánh mì heo quay á. Trời ơi, ngon. Nè, nè khách thay rồi mà. Khách thay rồi mà bao nhiêu? 15.000 một ổ mà quá trời xịt luôn. Chúng mày đi ngủ mà bảo. Mày quay, em bảo bảo cái đôi rồi quay bảo bảo. Có ăn bánh mì ngon không? Ngon. Mua hai ổ mà. Sợ bảo bảo ăn không hết á. Tú với bảo bảo ăn một ổ. Cái này mua tại lò luôn này cả nhà. Tú cũng xin dừng ở đây cả nhà. Ăn no rồi bây giờ nhà mình đi ngủ đây. Rồi mai mốt thì có đi chơi á, tôi sẽ cập nhật quay lại cho cả nhà xem nhá. Bảo bảo con qua đây con chào ông bà cô chú đi. Xong rồi con. Con tạm biệt rồi, con chúc cô chú ngủ ngon. Hay con chúc cô chú ngủ ngon đi. Chú ngủ ngon. Tạm biệt. Tạm biệt.